Hàng năm, cứ mỗi độ tháng tư âm lịch về là những cánh sen trong đầm lại nô nức chen nhau đua nở như hòa chung không khí bồi hồi, dạo dực, háo hức, hân hoan của tất cả những người con Phật khắp năm châu bốn biển mừng ngày Đức Phật đản sinh. Năm nay do dịch bệnh mà nhóm Phật tử chúng tôi không thể về chùa. Nhờ có những lời chỉ dạy của sư phụ mà dù không được ở chùa nhưng mỗi Phật tử đều hết lòng hưởng ứng tinh thần cao quý mừng ngày Đức Phật đản sinh. Và ngay lúc này đây, để hòa chung với niềm vui hân hoan bất tận của ngày lễ Phật đản Phật lịch 2564 dương lịch 2020, xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi hòa chung không khí đón Tết Phật đản nhé. Phật tử chùa Ba Vàng đã sẵn sàng đón Tết Phật nhau trao ánh sáng thế tôn giang người hòa màn sương muôn tình tố tô thêm màu tươi từ miền đông băng qua phương tây lời hoàng trúc vang lên câu mây Đức Thánh Ca đã ra đời từ đây ngày đàn sinh trời tung ánh sáng trăng tràn hòa nhà thiên dân dân đâu vút đất cao thì là chào mừng sông nơi cây vô bờ hào quang thiếu thiên bao năm chiều với ta và được cha lành cấp châu thân hoàn đời nhập nhầm bơm ngã mùi hương. Ngày Phật đản là ngày đánh dấu một mốc lịch sử rất to lớn và vĩ đại, là ngày Đức Phật được sinh ra đời để cho muôn loài chúng sinh được sống an lạc. Cô rất là mong muốn một điều là Tết Phật đản được nhân rộng, sẽ trở thành một cái Tết truyền thống như là Tết Nguyên Đán của nhân dân Việt Nam vậy. Và cũng mong cho là tất cả nhà nhà, người người, ai cũng biết đến đạo Phật để cho cuộc sống được hạnh phúc, bình an, sống trong hòa bình, thương yêu nhau. Đấy là điều mong muốn của những người con Phật như các cô. Tấm hương thiêng trên muôn nẻo